Thông báo chính là các anh các chị đại diện về khu vực của sân khấu để làm lễ khai mạc. Chính chúng là các anh các chị đại diện về khu vực của sân khấu để làm lễ khai mạc.
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quận 10 năm 2023. Xin được cảm ơn các tiết mục văn nghệ đến từ Trung tâm Văn hóa Hòa Bình quận 10. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa tất cả quý vị đại biểu, thực hiện kế hoạch số 30 ngày 19 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân quận 10 về chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023. Kế hoạch số 119 ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân quận 10 thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn quận 10 năm 2023. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân quận 10 tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm hàng Việt ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023. Và về tham dự chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Minh, thành ủy viên bí thư quận ủy quận 10. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Bắc Nam, phó chủ tịch quận ủy, trưởng ban chỉ đạo cuộc vận động đưa Việt Nam vươn lên hàng đầu của quận 10. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Huỳnh Thị Nhiên, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức quận 10. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Trường Sơn, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận quận 10. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đoàn Văn Việt, ủy viên ban thường vụ, Thank you.